Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 306. Bài toán này là bài toán yêu cầu tính toán thông thường, vì thế không có gì khó khăn cả. Việc đầu tiên thì sơ đồ hóa bài toán. Axit này người ta cho dễ dàng hơn nhiều rồi. Axit đơn và có một chưa no, có một pi. Như vậy kết quả tổng của thầy ở đây sẽ là có 2 pi. Vậy đặt công thức cho thầy như dạng như này: CN trung bình H2N trung bình trừ 2 O2, tức là có 2 pi. Phản ứng phụ thứ nhất là phản ứng với natri thì kết quả hiđro của thầy sinh ra là 0,04 mol. Từ đó suy ra axit của thầy, COOH của thầy sẽ bằng 0,08 mol. Vì axit đơn trước, vậy thầy suy ra luôn bảo toàn hiđro động, thầy tìm ra axit cũng là 0,08 mol. Phản ứng thứ hai là phản ứng đốt cháy. Số mol oxy là 0,14 mol. Thu được CO2 và nước. Mục tiêu để tìm được M thì thầy phải tìm được CO2 và nước. Kết quả thầy có hệ để tìm ra CO2 và nước như sau. Thứ nhất là bảo toàn nguyên tố oxy. Thứ hai là quan hệ mol. Vì nó axit này có 2 pi, vậy thầy có CO2 trừ nước chính bằng số mol của axit luôn. Giải hệ các em tìm ra A bằng 13 phần 75, B bằng 7 phần 75. Như vậy bảo toàn khối lượng, thầy tìm ra được giá trị của M sẽ bằng MC cộng MH cộng MO. Nhưng phải nhớ nhân thêm 2, bởi vì người ta yêu cầu tính cả hai phần. Kết quả các em tính ra được bằng 9,73 gram. Đáp án thầy có đáp án A.